Thời điểm nào thì các em thí sinh sẽ biết là chắc chắn mình sẽ trúng tuyển và nhập học tại một cái trường đại học nào đó ạ? Vâng, theo cái lịch trình tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo và của Đại học Quốc gia Hà Nội thì đến ngày 15 tháng 9 thì các trường sẽ thông báo kết quả sau khi mà các cái phần mềm lọc ảo của Bộ Giáo dục Đào tạo và thí dụ như của nhóm xét tuyển miền Bắc đã thực hiện xong cái công việc. Thì như vậy thì theo kế hoạch là cuối ngày 15 tháng 9 là các trường sẽ thông báo kết quả và sẽ thí sinh sẽ nhận được cái kết quả và hy vọng là các em sẽ nhận được cái kết quả trúng tuyển như mong muốn. Và cái công tác nhập học tại Đại học Quốc gia Hà Nội thì chắc chắn là sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh chứ thưa giáo sư Nguyễn Đình Đức. Như vậy là đã từ năm ngoái khi dịch bệnh thì công tác nhập học và xác nhận nhập học thì trên phần mềm của Bộ và tất cả hồ sơ đã nộp trực tuyến rồi. Thì năm nay Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục phần mềm là nhập học trực tuyến. Và thế vậy toàn bộ hồ sơ là các em có thể apply xác nhận nhập học để làm một thủ tục. Và khi các em nhập học thì nhà trường có hỗ trợ cao nhất với các em thành tựu, cho nên là chúc các em là có một mùa tuyển sinh thật sự là thắng lợi và đạt được nguyện vọng đúng của mình mơ ước. Thế nhưng một cái điều nữa tôi cũng nhân thủ diễn đàn này tôi muốn nói với các em thì cái nghề nghiệp nó là bước chặng đường, nhưng cái sự nỗ lực của bản thân mới là quan trọng. Đấy, vì rất nhiều em như vậy là học giỏi đấy, và có nhiều em cũng được xét tuyển thẳng nhưng vào đại học thì cũng không nỗ lực, không đạt được kết quả như mong muốn. Nhưng rất nhiều em như vậy là khi chưa có điều kiện nhưng khi vào Đại học Quốc gia Hà Nội với cái môi trường nghiên cứu, môi trường đào tạo rất tốt thì các em rất thành tài. Thì đây là một cái điều hết sức lưu ý. Vậy các em hãy yên tâm đấy, vào cổng trường đại học và đặc biệt Đại học Quốc gia Hà Nội là một địa chỉ hết sức là tin cậy. Các em có thể gửi gắm tương lai của mình cho các thầy cô. Vâng, và giáo sư Hoàng Anh Tuấn.